dự kiến nhổ cọc bê tông cứu bé trai trong sáng ngày 4 tháng 1. Sau hơn 4 ngày đào bới, khoan và làm mềm đất, cọc bê tông dài 35m cứu bé trai 10 tuổi mắc kẹt bắt đầu được cứu hộ kéo lên lúc sáng ngày 4 tháng 1. Lúc 7 giờ 45 phút, một thành viên ban chỉ huy cứu hộ cho biết thời gian cầu cọc bê tông được tính toán mất khoảng 2 giờ. Sau khi cọc được cầu lên, lực lượng cứu hộ sẽ dùng thiết bị dò tìm chuyên dụng xác định vị trí cháu bé đang mắc kẹt, sau đó cắt ống trụ đưa nạn nhân ra ngoài. Hiện, cứu hộ làm sạch những mét bùn đất cuối cùng trong lòng ống thép bằng phương án khoan xoáy nước áp lực lớn làm tơi đất và khoan guồng xoắn nhằm phá vỡ lớp đất có kết cấu chặt. Phương án khoan xoáy nước được áp dụng từ rạng sáng nay khi khoan guồng xoắn đã làm sạch lòng ống thép đến 25m. Theo kế hoạch, khi khoan đến độ sâu 27m, công binh sẽ chồng cắt vào 3 đoạn bê tông mỗi đoạn dài khoảng 12m để kéo lên. Trước đó, trong đêm ngày 3 tháng 1, quân khu 9 đưa thêm 2 máy cắt trụ bẻ bông công suất lớn từ thành phố Cần Thơ về đến hiện trường để cắt trụ khi được nhấc lên. Việc cắt thử, tính toán thời gian và phương án an toàn cũng được lực lượng quân khu tiến hành ngay trong đêm.